Điểm chuẩn đại học 2021 dự kiến nhiều ngành tăng hơn năm trước. Sau 2 ngày thực hiện quy trình lọc ảo để chọn ra thí sinh trúng tuyển đợt 1 bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều trường tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn đại học 2021 sẽ cao hơn năm ngoái ở một số ngành. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trải qua 2 ngày lọc ảo, nhìn chung tình hình điểm của thí sinh như dự đoán ban đầu của nhà trường. Dự kiến, một số ngành như quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, kế toán, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin, điểm trúng tuyển xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới sẽ tăng so với năm 2020 từ 1,5 đến 2 điểm. Ngoài ra, một số ngành khác điểm chuẩn tăng nhẹ như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện tử, nhóm ngành tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng và ngoại ngữ. Ngược lại, đối với các ngành có số lượng thí sinh đăng ký thì dự kiến điểm chuẩn có thể bằng với điểm sàn, điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18,5 điểm. Còn thạc sĩ Phạm Thái Sơn, trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau kết quả lọc ảo lần 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức điểm chuẩn của trường cũng có phần ổn định hơn và sau lần lọc ảo cuối của Bộ ngày 15 tháng 9 thì sẽ có điểm chuẩn luôn. Theo ông Sơn, dự kiến điểm chuẩn của trường cũng nằm trong mức từ 16 đến 24 điểm. Trong đó, ngành cao nhất là ngành công nghiệp thực phẩm với 23,5 đến 24 điểm, thứ hai là ngành marketing, quản trị kinh doanh. Với mức điểm trúng tuyển từ 23,25 đến 23,75. Còn những ngành như điện tử, chế tạo máy, điểm chuẩn chỉ ở tầm khoảng 16,5 đến 17 điểm. Năm nay ít biến động hơn năm ngoái vì các trường đã định điểm để xét tuyển gần với điểm trúng tuyển hơn. Khối ngành kinh tế cũng như các năm trước điểm chuẩn sẽ cao năm ngoái hơn từ 0,5 đến 3 điểm tùy trường, tùy ngành. Chẳng hạn ngành marketing điểm dự kiến ban đầu tầm 20 đến 21 điểm nhưng vì nhiều em đăng ký nên điểm chuẩn dự kiến đã lên tới 24. Tương tự, ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc điểm dự kiến trúng tuyển sẽ ở tầm 22,75 đến 23,5. Ông Sơn cũng cho biết, hôm nay sẽ còn 2 lần lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 3 lần lọc ảo của nhóm lọc ảo phía Nam. Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào lúc 19:30 tối nay, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 75% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp. Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo cũng dự báo điểm chuẩn không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Năm 2020, ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở phương thức này là 19 điểm và cao nhất 26,5 điểm. Nhiều trường ở thành phố Hồ Chí Minh như Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa, Đại học Công nghiệp Thực phẩm dự kiến chiều nay 15 tháng 9 sẽ công bố điểm trúng tuyển. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17:00 ngày 16 tháng 9. Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2021. Chiều 14 tháng 9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng, dự tại điểm cầu Sở Chỉ huy phía Nam. Tại hội nghị, Cục Nhà trường Cơ quan Thường trực Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết năm 2021, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp tuyên truyền rộng rãi các chuyên đề về công tác tuyển sinh quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt kịp thời những khó khăn của địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã kịp thời bổ sung phương án xét tuyển học bạ cho đối tượng thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do dịch bệnh. Thời gian sơ tuyển điều chỉnh dài thêm gần một tháng so với các năm trước đây. Ban tuyển sinh quân sự các địa phương đơn vị đã bàn giao hồ sơ sơ tuyển cho các học viện, nhà trường xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Các cơ quan, đơn vị và các học viện, nhà trường cũng đã chủ động tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, xây dựng hồ sơ chặt chẽ, chất lượng thí sinh sơ tuyển đảm bảo đúng quy định. Theo quy định, các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển, được các trường thông báo đủ điều kiện và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đã sơ tuyển. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, sau khi nhận dữ liệu đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng họp thống nhất phương án đề nghị điểm trúng tuyển với Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Các trường tham gia lọc ảo theo hệ thống phần mềm máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, các trường phải lấy đủ thí sinh theo quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cập nhật thí sinh trúng tuyển lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đưa lên hệ thống, các trường không được thay đổi danh sách trúng tuyển.
đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021 theo dấu bưu điện, thí sinh đạt điểm trúng tuyển phải nộp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bản chính có dấu đỏ để xác nhận nguyện vọng vào học tại trường trúng tuyển, đồng thời các trường thông báo triệu tập thí sinh xác nhận nhập học vào trường. Năm nay cả nước có 14.050 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh nguyện vọng vào 17 học viện, nhà trường quân đội với 5.358 chỉ tiêu, có 13 thí sinh là học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào 4 học viện, nhà trường là Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Hậu cần. Theo đánh giá của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, mức điểm trúng tuyển vào các trường quân đội năm 2021 có nhiều trường tăng khá cao, ngang bằng với điểm trúng tuyển của các trường top đầu của cả nước. Điểm chuẩn của các trường tương đối đồng đều, thu hút tuyển chọn được nhiều thí sinh đạt giải quốc gia, giải khoa học kỹ thuật vào trường. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương cơ quan thường trực Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở dự kiến phương án đề nghị điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2021. Cũng như các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhất trí phương án điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh của một số trường, đáp ứng với tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ. Về một số nội dung trọng tâm của công tác tuyển sinh tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh các quy định điểm chuẩn các trường trong quân đội để ký ban hành triển khai thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các học viện, nhà trường gọi nhập học những thí sinh có nguyện vọng theo đúng quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, tổ chức khám sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vaccine phòng COVID-19 và thực hiện quy trình các bước hậu kiểm công tác tuyển sinh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế. Thời gian nhập học từ ngày 8 tháng 10 đến 15 tháng 10 năm 2021. Thời gian khám và kết luận sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển nhập học sẽ xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, các trường tổng hợp báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung đối với số chỉ tiêu còn thiếu theo đúng vùng, miền và điểm nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung bằng với mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.